Mưa bão, gió thổi mạnh lên tới 60 mao một giờ. Mưa liên tục xảy ra ở Đông Bắc. New Jersey nước ngập lên tới ngang bụng. Chữ lửa cứu người tới chỗ được an toàn. Ở Boston, gió thổi mạnh, dây điện bị đứt, New York cây lớn ngã sập vô trong cái nhà không có ai bị thương nhà bị hư chút xíu nhưng mà không có ai bị thương hết còn ở new hampshire nước đã tràn qua cái đập Mưa bão này đó cũng cùng cái mưa bão đã đập xuống hướng Nam vào cuối tuần vừa qua. Có nhiều khu ở hướng Nam mưa nhiều tới 10 in. Ngay bãi biển Myrtle Beach, lốc xoáy cấp 1 đập xuống. Gió thổi mạnh lên tới 90 mile một giờ xe thì dăng nhà cửa cơ sở làm ăn ở đây đã bị hư hại khi chúng tôi đi ra ngoài nghe cái tiếng cây nó kêu rắc rắc giống như sắp gãy sau khi đó nó rớt đè vô một cái góc của cái nhà có một số người ở south carolina họ đi tới lui bằng xuồng Mưa liên tục bá kỷ lục ở ngay thành phố Charleston, nước ngập lên cao. Trong lúc này, nước ngoài biển nó ấm, làm cho mưa bão càng ngày nó càng mạnh thêm nữa. Có nhiều cộng đồng ở dọc những bờ biển phải đối mặt với nhiều chuyện xảy ra. Theo một cái nghiên cứu mới coi về thiên tai, liên tiếp gần 20 năm nay, có 3.2 triệu người sống trong những cái chỗ dễ bị ngập lụt xảy ra. Trong lúc mưa bão, có khoảng chừng 700.000 người dân ở đây bị cúp điện. Có một số vẫn còn bị cúp điện cho tới ngay bây giờ, cho dù mưa bão đã đi qua. Trả lời Boston, gió thổi mạnh 60 mấy mau một giờ. Đó là gió từ Đông Nam thổi tới. Mưa bão này sẽ kéo ra ngoài biển, làm cho nhiều chỗ bị hư hại từ Florida cho tới New England.